Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo, đồng sáng lập ứng dụng thai giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh Mami Baby. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này, một video nói về những dấu hiệu đói và no của một em bé. Và bên cạnh đó thì chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn về bảng tần suất cho bé bú theo từng tháng tuổi, có nghĩa là mấy tiếng thì em bé nên được bú một lần theo từng tháng tuổi. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Mami Baby, app thai giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được Vinh Hạnh lựa chọn bởi Google for Startup. Các bạn ơi, thông tin đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn chắc chắn là rất nhiều mẹ quan tâm ạ. Đó chính là mấy tiếng thì chúng ta nên cho con bú một lần để đảm bảo thứ nhất là em bé đủ đói để có thể bú được tốt, và thứ hai là em bé không bị quá đói dẫn đến là nhặng xị, cáu gắt ạ. Các bạn có thể nhìn trên màn hình nhé, chúng mình đang cho hiển thị bảng tần suất bú cho một em bé. Bé 0 tháng tuổi thì nên được bú từ 2 tới 3 giờ một lần. Các bạn lưu ý là đối với những em bé sinh non hoặc là có những vấn đề về sức khỏe thì chúng ta có thể là phải cho em bú sát hơn tùy theo cái sự tư vấn từ phía bác sĩ nhé. Em bé 1 tháng tuổi sẽ bú từ 2,5 cho tới 3 giờ một lần. Bé 2 tháng tuổi bú từ 3 cho tới 3,5 giờ một lần. Bé 3 tháng tuổi sẽ bú 3,5 cho tới 4 giờ một lần. Bé 4 tháng tuổi sẽ bú từ 3,5 cho tới 4,5 giờ một lần. Bé 5 tháng tuổi trở lên bú từ 4 tới 5 giờ một lần. Và đặc biệt, các em bé từ 6 tháng tuổi trở lên thì chúng ta nên cho em bú xa hơn, tức là 4 giờ trở lên và kết hợp với việc ăn dặm. Đối với những em bé từ 6 tháng tuổi trở lên thì không có những con số cụ thể cho việc là em nên bú mấy tiếng một lần đâu các bạn ạ. Mà các bạn chỉ cần nhớ một công thức chung nhất, đó là 4 tiếng trở lên, tức là ít nhất là 4 tiếng. Nguyên nhân là bởi vì ở giai đoạn này thì các em bé đã bắt đầu ăn dặm rồi, và tùy thuộc vào tháng tuổi cũng như là số bữa ăn dặm mà cái tần suất bú của các con sẽ cách xa nhau hơn. Đặc biệt đối với những em bé trên 1 tuổi các bạn ạ, thì các con cần phải được ăn dặm 3 bữa một ngày. Và lúc này thì ăn dặm sẽ là dinh dưỡng chính của các bé, còn sữa chỉ là phụ thêm thôi ạ. Và chính vì thế cho nên là với những em bé mà bú tốt ở giai đoạn này thì mẹ có thể giãn cữ cho con khoảng 6 tiếng mới cần bú sữa một lần ạ. Còn lại thì sẽ là những thời gian mà con ăn dặm. Đặc biệt các bạn lưu ý nhé, đối với những em bé trong giai đoạn từ 6 cho tới 24 tháng tuổi thì một ngày các con sẽ cần 500 cho tới 800ml sữa, còn lại là ăn dặm. Chúng ta đừng để cho con bú quá nhiều sữa. Một em bé bú quá nhiều sữa, ví dụ như có những bé mẹ chia sẻ là con bú lít 2 hoặc là lít rưỡi một ngày, thế thì dĩ nhiên rồi những em bé đó sẽ bị giảm ăn dặm đấy các bạn ạ. Tiếp theo, nội dung mà mình sẽ chia sẻ với các bạn cực kỳ quan trọng luôn ạ, đó chính là những dấu hiệu đói của một em bé. Các bạn lưu ý ạ, bên cạnh việc chúng ta căn cứ vào cái bảng chỉ số lúc nãy mình cung cấp cho các bạn ấy về việc là bé nên bú mấy tiếng một lần, thì chúng ta một điều vô cùng quan trọng nữa là cần phải căn cứ vào dấu hiệu mà em bé đói các bạn nhé. Em bé sẽ ăn hiệu quả nhất khi mà em đã đưa ra chúng ta những cái dấu hiệu đói để chúng ta biết là à, con đói rồi và mình có thể đáp ứng theo nhu cầu của con. Với những dấu hiệu mà em bé đói thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai nội dung. Thứ nhất là dấu hiệu đói đối với những em bé trong giai đoạn bú sữa hoàn toàn, tức là không cho tới dưới 6 tháng tuổi. Và thứ hai đó là dấu hiệu đói đối với những em bé từ 6 cho tới 24 tháng, tức là ở trong giai đoạn ăn dặm ạ. Dấu hiệu đói của những em bé từ 0 tới dưới 6 tháng tuổi các bạn nhé. Khi mà con đói thì con sẽ đưa tay lên miệng. Thứ hai là bạn có thể thấy là con sẽ ngậm tất cả những gì mà đưa về phía miệng con, hoặc là bạn dùng tay bạn chạm vào má con thì con cũng sẽ quay mặt về phía tay bạn để ngậm tay bạn vào miệng. Con sẽ quay đầu về phía ngực của mẹ nếu như mà mẹ cho con bú sữa mẹ trực tiếp, hoặc là con sẽ quay mặt quay đầu về phía bình sữa. Con có thể chu mỏ này, rồi chép miệng này, rồi liếm môi này. Đặc biệt các bạn quan sát nhé, tay của con sẽ nắm chặt vào. Con có thể phản ứng rất là gay gắt, mở to mắt rồi vặn vẹo, bực mình khóc lóc. Rất là nhiều những cái dấu hiệu nhặng xị của một em bé đang quá đói rồi phải không ạ? Theo như bản năng thì các em bé sẽ không để mình bị đói đâu ạ. Con sẽ luôn luôn đưa ra tín hiệu là con cần sữa để được mẹ đáp ứng. Thế còn những em bé này nếu như no thì sẽ đưa ra những biểu hiện gì ạ? Các dấu hiệu con no đó là con sẽ ngậm miệng lại, con sẽ không há miệng to như khi con đói đâu các bạn ạ. Bàn tay của con bây giờ thay vì nắm chặt như khi mà con đói thì con sẽ thả lỏng bàn tay ra, cảm thấy như con rất là dễ chịu, thoải mái, rất là enjoy cái giây phút này phải không ạ? Con cũng có thể là sẽ buông vú luôn các bạn ạ. Mẹ sẽ nhìn thấy rõ là con không còn tha thiết với vú mẹ nữa. Con quay mặt đi khỏi tim mẹ hoặc là khỏi bình sữa, bạn sẽ thấy là gương mặt con cảm thấy là rất vui vẻ, rất hài lòng, nó giống như là được giãn ra vậy, không có gay gắt nhặng xị nữa. Con cảm thấy rất là bình tĩnh, thư thái. Một số em bé thì còn có thể ngủ gật nữa luôn các bạn ạ.
Và có một số mẹ thì hay nói đùa là ồ, gương mặt phê sữa của các em bé trông vô cùng là đáng yêu đúng không ạ? Và các bạn ạ, y tá Candice Lake thì có đưa ra một lời khuyên, đó là chúng ta rất cần phải nắm được dấu hiệu mà em bé đã no. Bởi vì khi mà em bé đã no rồi, đã đủ rồi, chúng ta nên dừng, không nên ép con ạ. Bởi vì là nếu mà chúng ta ép con thì có thể khiến cho con bị no quá. Và về lâu về dài thì những em bé bị ép ăn thường xuyên có thể bị biếng ăn tâm lý đấy ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về những dấu hiệu no và đói của một em bé ở giai đoạn ăn dặm các bạn nhé. Với những em bé 6 tháng tuổi trở lên, khi mà con đói thì các bạn sẽ thấy một số biểu hiện của con, đó là con sẽ với tay ra hoặc là con chỉ với thức ăn, rồi thì con sẽ mở miệng khi mà bạn đưa cái thìa ăn dặm về phía con hoặc là bạn đưa cái khay thức ăn về phía con thì con sẽ tỏ ra vui vẻ, phấn khích, hào hứng, rất là muốn ăn. Con thường xuyên chỉ tay về phía bạn nếu bạn đang cầm khay đồ ăn, hoặc là con sẽ bập bẹ, con sẽ hét lên, phát ra những cái âm thanh để mà con có thể thu hút sự chú ý của bạn. Đặc biệt là đối với những em bé mà ở giai đoạn biết bò rồi các bạn ạ, thì khi mà bạn đi từ bếp ra bê theo khay đồ ăn là con sẽ trườn hoặc là con sẽ bò theo bạn ngay, rất là háo hức mong muốn mình được ăn ạ. Còn nếu như con đã no các bạn nhá, thì con sẽ đẩy thức ăn ra khỏi miệng, con sẽ quay mặt đi, con sẽ ngậm chặt miệng khi mà mẹ cố đưa thức ăn về phía con. Con sẽ quay đầu, con sẽ đòi ra khỏi bàn ăn, rồi con sẽ dùng những cái cử chỉ trỏ cái này cái kia, nhưng mà không phải là chỉ với thức ăn đâu ạ. Hoặc là con sẽ hét lên, nhăn nhó, cáu gắt, bực bội khi mà bạn cứ cố ép con ăn. Và như mình có nói lúc nãy ạ, đó là khi mà con đã có dấu hiệu no rồi và bạn thấy là con cũng ăn tương đối rồi thì chúng ta cũng nên cho con dừng bữa ăn nhé. Đối với những em bé ở giai đoạn ăn dặm thì thời gian lý tưởng cho một bữa ăn dặm là 40 phút, chúng ta không kéo dài quá lâu ạ, không cho con ăn rong, không bằng mọi cách ép con ăn hết ạ. Chúng ta nên để cho con được ăn chủ động theo cái nhu cầu của mình các bạn ạ. Vừa xong thì mình đã chia sẻ với các bạn những thông tin cơ bản. Thứ nhất là về tần suất bú của một em bé. Thứ hai đó là những dấu hiệu bé no và dấu hiệu bé đói. Mình hy vọng là những thông tin trong video này sẽ hữu ích cho bạn và em bé của bạn. Mong là bạn và em bé sẽ có những bữa ăn thật là vui vẻ nhé. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu như bạn gặp vấn đề khó khăn gì trong việc cho con ăn hay ngủ thì đừng quên hãy tải ứng dụng Mommy Baby về điện thoại và để lại câu hỏi để đội ngũ Mommy Baby hỗ trợ bạn. Và đừng quên hãy nhấn subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau trong nhiều những video sau nói về việc ăn và ngủ của các em bé. Tạm biệt các bạn!